Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 4 tháng 11. Mình là Hoàng Spin. Ta sẽ cùng đến với những tin chôn nóng nhất trong 24 giờ qua. Tuyển Việt Nam nhận tin sét đánh trước thềm AFF Cup. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là giải đấu sẽ khởi tranh, nhưng mà chúng ta đã phải nhận một tin sét đánh ngang tai. Đó là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ không thể chinh chiến cùng đội tuyển. Theo như dự kiến thì anh sẽ sang tập trung muộn, tuy nhiên trục trặc đã xảy ra. Cụ thể là thời gian làm thư mời cho các cầu thủ tham dự AFF Cup sẽ là hết ngày 24 tháng 11. Nhưng mà trường hợp của Hùng Dũng là đến ngày 29 tháng 11 mới bổ sung hồ sơ. Mặc dù Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và VFF đã làm tất cả mọi thứ, tuy nhiên bên phía cơ quan nước bạn vẫn không xét duyệt cho. Như vậy là đồng nghĩa với việc Đỗ Hùng Dũng đã chính thức lỡ hẹn với giải đấu năm nay. Đây là một điều đáng tiếc nhưng mà phần nào đó thì cũng đáng mừng. Hùng Dũng sẽ có thêm thời gian để bình phục hoàn toàn. Anh cứ cố gắng tinh dưỡng, còn ở cái ao nhà này thì cứ yên tâm để các đàn em lo cho. Ralf Rangnick nói về mục tiêu của Man U trong ngày đầu nắm quyền. Huấn luyện viên người Đức đã có buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên sau khi mà gia nhập Quỷ Đỏ. Nhưng chia sẻ của ông thì cũng rất đáng chú ý. Mục đích tôi đến đây là để giành chiến thắng trong các trận đấu. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu bản thân mình với các cầu thủ khi mà họ tập luyện lúc 3 giờ. Rồi cho họ biết những phương pháp tiếp cận sẽ là như thế nào. Tôi có đủ kinh nghiệm để biết rằng bạn sẽ không thể thay đổi mọi thứ khi mà ở giữa mùa giải. Tôi rất tham vọng. Chúng tôi muốn tạo ra một mùa giải thành công nhất có thể. Nhưng mà chúng tôi cũng cần phải thực tế. Khi được hỏi rằng liệu đây có phải là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông hay không, Rangnick đã trả lời: đây là câu lạc bộ lớn nhất và cũng là một thử thách lớn nhất. Tôi từng làm việc với nhiều cầu thủ ngôi sao khác nhau khi ở sàn cờ. Tình huống cũng tương tự như vậy. Tôi rất vui khi mà được làm việc với họ. Vâng, nhưng mà chắc chắn đây là lần đầu tiên mà ông dẫn dắt một Watt trong đội hình. Chúng ta sẽ cùng chờ xem khi mà Rangnick kết hợp với CR7 thì kết quả sẽ như thế nào. Pep Guardiola chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh. Sau khi mà Man City của ông đã bại Aston Villa, Pep đã dành những lời có cánh dành cho cơ học trò của mình. Và người đó chính là Bernardo Silva. Bernardo là người giỏi nhất. Cậu ấy là người đã giỏi cách đây từ 2 đến 3 mùa giải. Khi đó thì cậu ấy cũng là một cầu thủ xuất sắc nhất. Bernardo có một khả năng đặc biệt, đó là làm tất cả mọi thứ với trái bóng của cậu ấy. Trước một thủ môn giỏi như là Martinez, đó phải là một pha dứt điểm ngoài sức tưởng tượng. Nó phải quay trở lại thời gian khi mà chúng tôi vô địch Premier League với số điểm là 98. Xem lại các video và bạn sẽ thấy một cầu thủ giỏi như thế này. Vâng, đúng thật là Bernardo đang có phong độ quá cao. Nhưng tưởng là ở đầu mùa giải năm nay khi mà Jack Grealish đến, anh sẽ ra đi. Nhưng mà không, Bernardo vẫn chọn ở lại và tiếp tục cố gắng để rồi giờ đây trở thành ngôi sao sáng nhất. Nhưng mà cũng phải nói rằng Bernardo trong tay Pep thì đã bay như thế. Nhưng mà còn khi về tuyển Bồ Đào Nha trong tay của Nuno Santo thì đó lại là một câu chuyện khác. Ibrahimovic tiết lộ lý do đặc biệt để quay trở lại Milan. Trong bài phỏng vấn mới đây, Zlatan đã tiết lộ rằng đội bóng đầu tiên mà anh muốn đầu quân là Napoli chứ không phải là AC Milan. Đó là khoảng thời gian khi mà anh còn đang khoác áo Los Angeles Galaxy. Tôi phát chán ở cái nước Mỹ này, tôi nghĩ đến việc ra đi. Ông Mino Raiola nói: anh điên rồi, anh phải trở lại Italy. Napoli thì không được. Nhưng mà sau đó thì chủ tịch của Napoli lại sa thải Ancelotti. Thế là tôi hỏi Mino: đội nào bây giờ tệ nhất để tôi có thể thay đổi họ? Lauta trả lời rằng: ngày hôm qua, Milan vừa thua 0-5 ở Bergamo. Vậy nên là tôi quyết định quay trở lại AC Milan. Tôi biết đội bóng đó và yêu thích thành phố đó. Đúng là một cái chất gì đó rất ngông đến từ Ibrahimovic. Tôi chắc chắn rằng ngoài Ibra ra sẽ chẳng còn cầu thủ nào chọn bến đỗ của mình như vậy. Nhưng mà Ibra đã quay trở về và thực sự anh đã thay đổi Milan. Đội bóng chơi ngày càng tiến bộ và càng bay cao trên bảng xếp hạng. Ibra không chỉ mang lại những bàn thắng mà còn mang lại một sức sống mới dành cho AC Milan. Tạch quả bóng vàng, Lewandowski nhận quả bóng muối. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, đó là một quả bóng làm bằng muối. Chuyện là sau khi mà Lewandowski tạch quả bóng vàng, một thị trấn nhỏ ở Ba Lan mang tên là Wielka đã quyết định tặng cho anh một phần quà. Ngài ủy viên của thị trấn đã tiết lộ rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều bất công nên là cọng lông không bao giờ thẳng. Lewandowski cũng là một nạn nhân của điều đó. Bởi vậy, với tư cách là một ủy viên của thị trấn, tôi đã đề nghị địa phương tặng cho anh ấy một quả bóng bằng muối để tượng trưng. Quả đó ghi nhận rằng anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trước đây thì muối được gọi là vàng trắng vì nó rất có giá trị. Wielka thì vốn có truyền thống khai thác muối từ mỏ, nên là giải thưởng dành cho Lewandowski còn có ý nghĩa về giá trị lịch sử cũng như là địa lý. Thôi thì cũng mong là Lewandowski được an ủi phần nào với giải thưởng này. Một giải thưởng có 102 trên thế giới. Đến đây thì bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 4 tháng 12 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh và giữ chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.